Hello, hello, hello. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện tại bây giờ em muốn nói cho mọi người nghe. Thì hôm nay là rất là nhiều câu chuyện mà khi mà một cái đêm giao lưu của Hồng Loan tại 368 Cà Phê Anh Huy Lê, thì rất là nhiều bên ve chó vô mà nói rất là những cái câu nghe nó khó nghe mọi người. Giống như mà Heo Hà Mã cũng đang live stream và cũng đang nói về Hồng Loan là hát nhép. Thì hát nhép hay không thì hỏi ngay mà cái con ve chó đó, ve chó nó có hát nhép hay không, hay là lấy mà bài hát của chú Năm ra để kiếm tiền. Còn Hồng Loan là không có nhép nha mọi người, là thiệt nha mọi người. Còn mà Heo Hà Mã mà đang live stream á là nói là hát nhép, hiểu không, là không có. Cái đó là 100% không có, em chứng minh điều đó đấy. Còn mà Heo Hà Mã là cái con người mà nói dốc, hiểu không, nói dốc nói láo, không có cái vụ mà hát nhép trong đây đấy. Tại vì đêm hôm qua á, là tất cả các cô chú rất là yêu thương Hồng Loan, Linh Tý, Bích Trâm, rồi Má Tư, kể cả mà chú Ngân Tấn đó, thì tại cà phê của anh Huy Lê là 386 nha mọi người, Lê Trọng Tấn đấy. Mà tại vì sao mà tụi nó ghét là với hình thức là Hồng Loan không phải là ca sĩ giống như cái con ve chó, nhưng mà được hàng triệu người yêu thương. Còn ve chó bây giờ lên mà cái phòng trà mà 18-20 sao thì ve chó lên hát chỉ còn có nửa sao thôi, chứ đừng đưa nó một sao, nghe mắc nhục lắm mọi người đấy. Mà tại sao mà tiền bán vé là nó vẫn còn y nguyên mà lại bỏ tiền ra mua vé để nhờ người ta vô xem đấy. Mình phải xem lại cái tư cách và cái nhân cách, cái con người mình sống nó như thế nào, chứ đừng bao giờ mà lên đây mà nói là Hồng Loan nhép với không nhép. Bây giờ Hồng Loan không phải là ca sĩ, mọi người người ta cũng đều biết rồi, chứ không phải là chỉ có mà những cái lũ kền kền mà vô đây mà nói là Hồng Loan là hát nhép, đúng không cô chú? Đó, em phải phân tích cho mọi người nghe những cái người mà ca sĩ nổi tiếng kìa. Đó, giống như mà con ve chó đấy thì đi vô hát, thì cái con mà Heo Hà Mã là bầu xô, đúng không? Mà tại sao á mà lại mà lên nói á với cộng đồng là Hồng Loan hát nhép, đúng không? Đó, còn mà cái cô mà Thủy Hà Mã mà đi vô mà cái phòng trà 10-20 sao thì lại không có người đó. Em là quay trực tiếp cho mọi người xem là khán giả của Hồng Loan và khán giả của anh Huy Lê, bầu show Huy Lê như thế nào đấy, là ngồi chặt kín cái quán cà phê của anh Huy Lê, kể cả không có chỗ ngồi nha mọi người, nhưng người ta vẫn đến để người ta xem đó. Còn mà cái người mà đứng trên thương trường có thương hiệu trên xã hội, tại sao mà đi hát mà lại nhờ người ta phải mua ủng hộ vé? Đó mới là cái quan trọng đấy. Cái người ta sống lương thiện, một cái người sống mà không có mà tranh giành hơn thua thì được rất là nhiều cô chú yêu thương. Còn mà như mà kể cả mà bây giờ mà ve chó với Hồng Loan ra hát đi, thì bây giờ hai cái mà nhà hát kế bên thì ai là người mà được ủng hộ nhiều hơn? Thì phải Hồng Loan không? Nhưng mà Hồng Loan phải ca sĩ không cô chú? Không phải. Bởi vậy ganh ghét, thấy không? Heo Hà Mã ganh ghét lên nói mà giống như bôi nhọ Hồng Loan. Nhưng mà Hồng Loan không có quan tâm tới những cái loại mà dơ bẩn như mà cái cô mà Heo Hà Mã, thấy không? Heo Hà Mã là cái loại mà dơ bẩn đó, lên chửi Má Tư đồ này kia, đồ bán đồ giả đồ này đồ kia, nên thật sự ra toàn là lên mà riêu biếu người ta trên cái mạng xã hội thôi. Nhìn lại Heo Hà Mã có đẹp không mọi người? Em nói thiệt, em đang ngồi mà ăn cơm gặp Heo Hà Mã live stream, em mở ra em coi á, em mắc ói em giục nồi tô cơm luôn, ăn gì nổi đó. Mà cũng mà lên mà cứ nói này nói kia, mình là một cái người mà bầu xô thì mình phải nói cái nào cho nó đúng, cái nào cái sai, hiểu không? Đừng bao giờ nói cái câu hát nhép ra đây, hiểu không? Hát nhép là do mà bây giờ nhìn cái cô mà ve chúa đi lên hát là lấy cái bài hát của chú Năm ra để kiếm tiền, đúng không? Đó, Heo Hà Mã vô đây mà nghe thằng Long Bỏ với thằng Long Bỏ nó nói, phải Heo Hà Mã mà bây giờ mà ve chó mà đi ra lấy bài hát của chú Năm để làm để kiếm tiền không? Có đó, mới vừa rồi đấy, ngày 28 hát tại mà nhà hát Bến Thành. Là tại sao mà phải lấy bài hát của chú Năm lên để kiếm tiền? Sao không tự động mình hát đi, mình tìm bài hát khác mình hát, thấy không? Phải nhờ chú Năm để kiếm tiền không? Còn Hồng Loan không có nhờ ai hết á. Đấy, chú Ngân Tấn tạo cái bài hát ra hai chú cháu hát được không? Được. Còn mà ve chó có tức thì chuyển diện gấp đi. Đó, sống mà ganh tị thấy không mọi người? Đó, người ta không phải là một cái người ca sĩ, nhưng mà hàng ngàn người ta yêu thương. Còn cái người ca sĩ dơ bẩn á thì lên hát á, giống như bây giờ mà kêu mà hai bàn thờ mà đứng lên hát á thì coi có ai vô xem không mọi người?
mà bây giờ vé là 2,5 triệu nha, hai bàn thờ với ve chó chuẩn bị mà lên mà mở cái live show, một vé 2,5 triệu đấy, 2,5 triệu một vé, thì mọi người nghĩ 2,5 triệu ai đi coi không đấy, ve chó với mà hậu le le với bóng bàn thờ á, là chỉ có mà lấy tiền khán giả thôi, 2,5 triệu. Bởi vậy mọi người thấy không, một cái bộ răng bao nhiêu tiền, một bộ răng á mà lấy 400+ triệu thì cô chú biết rồi đó. Đó, hậu le le là làm ăn là phải kiếm tiền, là kiếm mà bằng gấp 3, gấp 4 là người ta thôi mới chịu. Để chi không? Để cho thằng hai bằng thờ trả nợ. Đấy. Chứ đừng có lên mà nói Hồng Loan là hát nhép, hát này hát kia. Trời ơi, thấy Hồng Loan hát hay quá, rồi ganh tị hả hậu le le. Với mà cái cô mà heo Hà Mã. Đó, heo Hà Mã thấy Hồng Loan hát đông quá, khán giả yêu thương nhiều quá, rồi ganh tị không biết nói gì hết á, nói Hồng Loan là hát nhép. Cô chú thấy không? Em thấy toàn là cái loại dơ bẩn thôi. Đi theo mà hai bàn thờ là toàn là dơ hết, không ai sạch hết. Em nói thiệt, còn mà ve chó thì lên hát á thì mọi người coi đi. Đẳng cấp có không? Không có đẳng cấp. Cái loại tham lam là không có đẳng cấp. Người ta sống phải công chính liêm minh, sống phải có tâm có tầm. Đó, người ta mới là nhiều người yêu thương. Người ta sống mà lương thiện mà. Hồng Loan nói thật sự mọi người luôn. Hồng Son là một cái người mà buôn bán ngoài chợ trời, ngoài chợ đó, để kiếm tiền, chứ không phải là một ca sĩ nổi tiếng hay là một cái người mà đứng trên thương trường. Thế nhưng mà tại sao người ta yêu thương? Tại vì người ta yêu thương chú Năm. Bởi vậy con ve chó nó lấy cái tình thương á, mà người ta yêu thương chú Năm, để nó hát cái bài chú Năm lại để cho mọi người nghe. Đó là để mà coi nhiều cho nó. Chứ thật sự ra nếu không có chú Năm thì không ai xem hết á, đúng không? Thì cô chú thấy rồi đó, đâu phải mà mình sống mà mình muốn mà làm cái gì qua mắt khán giả thì người ta không biết, ai cũng biết điều đó hết. Đó, tốt nhất là đừng có nói bao giờ mà nói cái câu mà Hồng Loan đó. Hồng Loan hôm qua đó lên sân khấu rất là tuyệt vời, không biết bao nhiêu người yêu thương không, mà tại sao mà ve chó đi lên không ai yêu thương vậy? Trời ơi, hát cuối cùng đem con mình ra để kiếm tiền nữa, sỉ nhục không? Nhục, còn hơn chữ nhục. Còn hôm nay lên binh giật đồ nói là vô ơn hát nhép đồ này kia, vô ơn hay không đó thì gọi ngay anh hai bàn thờ của mà ve chó đó, hai bàn thờ đó. Đó là cái loại vô ơn đó, là cái người đó mới là người vô ơn. Chứ Hồng Loan không có vô ơn với ai đó. Nếu mà ai mà nói Hồng Loan vô ơn thì chứng minh thử Hồng Loan làm gì vô ơn. Chỉ gọi được cái câu vô ơn thôi, nhưng mà không chứng minh được Hồng Loan vô ơn là vô ơn với ai mới được, hiểu không? Mình nói là mình phải chứng minh là phải có, chứ mình lên mình nói dốc hoài để mình câu view câu like chứ không làm được gì hết á. Đó, cái cô mà heo Hà Mã thì cũng lên bốc phét nói dốc, hiểu không? Chứ làm gì có. Đó, còn hôm nay nè, cái bà mà Chinh già, Chinh dơ ở bên Mỹ cũng lên là nói về cái câu chuyện mà cái con hồ điếm ở bên Malaysia đó, chị em thân mật. Ủa, hồ điếm thân mật với cái bà mà Chinh già Chinh dơ hả mọi người, để hại Hồng Ly tại Malaysia hả? Có thân không mọi người, hay là bỏ tiền cung cấp cho hồ điếm để làm những chuyện dơ bẩn với cái bà Ngân, thấy không? Bà Ngân là cái loại mà vô ơn đem chung với mà hai bàn thờ là đúng luôn đấy. Hồng Ly cũng lo lắng cho cái bà Ngân này. Tại sao? Người ta sống, người ta có tâm, có đức, người ta thấy tội nghiệp, người ta lo lắng, người ta bảo vệ, người ta binh vực. Cuối cùng mà lấy Hồng Ly ra để kiếm tiền, để hại Hồng Ly tại Malaysia, mọi người thấy không? Toàn là cái loại vô nhân đức, không có đạo đức, không có lương tâm. Sống là phải như thế nào để cho người ta yêu thương, hiểu không? Cứ sống mà hãm hại người khác không à, mình hãm hại người khác hôm nay, thì ngày mai, ngày mốt, thì mình sẽ trả cái giá đó thôi. Chứ còn đừng bao giờ mà đi ra mà hãm hại người khác, hiểu không? Bây giờ có hãm hại Hồng Ni bao nhiêu cũng không được hết đó. Tại vì bây giờ ghét Hồng Ni là như thế nào, hãm hại bên Malaysia không được. Bà Chinh già Chinh dơ với Vất Võ là hai người đứng trong câu chuyện của Hồng Ni tại Malaysia, để bung tiền ra, bỏ tiền ra để hại Hồng Ni nha mọi người. Đấy, chứ không phải là hậu le le và hai bàn thờ không đâu. Còn nữa, câu chuyện nó còn cái bà Chinh già Chinh dơ bên Mỹ nữa, chứ không phải là nói một người đâu. Em nói thiệt với mọi người coi thử, câu chuyện này còn rất là dài đó. Và bà này lên là chứng minh đồ là cái con hồ điếm, hồ mà làm gái bên Malaysia là con cháu đồ thân thiết, không có quen biết gì hết. Má ơi, má già ơi, không có quen, hiểu không? Quen với hình thức là bà đưa tiền cung cấp qua cho cái cô hồ điếm
Để chi không? Để Hồ Điếm lấy tiền đó thuê người để hại Hồng Ly tại Malaysia, chứ không phải là đồng tiền mà của Hồ Điếm bỏ ra nha mọi người. Đó, trong đó có Khám Tử Cung là người cung cấp thông tin cho mà Hồ Điếm nha. Đó, tại sao mà cái ngày mà Hồng Ly trước khi bị bắt mà cái anh Khám Tử Cung này đứng lên nói là chuẩn bị Hồng Ly bị bế tại Malaysia, có không? Lúc đó là Hồng Ly chưa bị bắt nha cô chú, chứ không phải là bị bắt rồi. Đó, mà tại sao mà cái anh chàng này anh biết được cái điều đó, cái thông tin đó chứ? Tại vì sao? Tại vì có lên kế hoạch trước sẵn hết rồi. Đó, nhưng mà Hồng Ly, nói chung là Hồng Ly vô tư, không nghĩ đến người ta hãm hại mình cái chuyện gì. Tại vì Hồng Ly suy nghĩ trong đầu là mình đâu có làm gì sai đâu mà ta hãm hại mình, cho nên cứ vô tư mà đi, nhưng mà cuối cùng họ hại, đúng không? Bởi vậy em nói với Hồng Loan đừng bao giờ cho người khác vào nhà là như thế nào là như vậy đấy. Họ bất chấp mọi chuyện để họ hại mình. Đó, chứ không phải đơn giản đâu nha mà, mọi người. Đó, bởi vậy em mới mời gọi mọi người là nói với Hồng Loan như vậy. Tại vì em thì em cũng không dám nói với Hồng Loan, tại vì em không có cái gì với Hồng Loan, cho nên em không dám nói, sợ Hồng Loan nói là mình không biết gì mà bày đặt dạy đời hay dạy Hồng Loan. Thôi, cái đó là mình không dám nói mọi người. Đó, cho nên là em phải nói như vậy. Đó, còn những cái người thành phần tham lam mà ganh tị bây giờ nó lộ ra hết rồi đó. Đó, những anh em YouTube đó, bây giờ mà vô nhà quay bà Sáu Bào mà bể báo bị chửi. Đó, giờ bây giờ xuất hiện thêm một cái cô tiên áo là vô, hiểu không? Là không cho cấm tất cả YouTube quay. Đó, binh dừng chi cái lộ dơ bẩn đó, không cần. Đó, bây giờ từ từ nó sẽ lộ ra tất cả những người mà đang hại Hồng Ly, Hồng Loan như thế nào, chứ không phải không có đâu mọi người. Còn hôm nay Hồng Loan hát thì được nhất là nhiều người yêu thương, và sau đó cũng nói là Hồng Loan hát nhép, hát này hát kia, mà hàng ngàn khán giả đang xem có nhép không mọi người? Hồng Loan hát thiệt hay hát nhép? Đó, hàng ngàn khán giả coi tại sân khấu luôn, Hồng Loan vẫn hát bình thường với chú Ngăn Tức, chứ không có nhép trong cái vụ án mà giờ mà nói là mà Hồng Loan hát nhép. Quên đi, tại vì mình sống mình ganh tị, thấy Hồng Loan không phải ca sĩ mà sao hôm nay Hồng Loan hát hay quá, Hồng Hang Hồng Loan hôm nay hát tuyệt vời quá, cho nên họ mới ganh tị, hiểu không? Giống như Heo Hà Mã, giờ Khám Tử Cung cũng mà đi lên nói livestream nói là Hồng Loan hát nhép. Đó, Khám Tử Cung, em nói cái câu chuyện gì cũng có Khám Tử Cung trong đây. Đó là lên nói, vừa rồi nói Hồng Ly xong, Hồng Ly bây giờ ở quận 4 không xuất hiện, nó cũng lôi Hồng Ly ra. Đó, Khám Tử Cung mọi người, lôi Hồng Ly ra. Hồng Ly đâu có cần phải xuất hiện với mày những cái loại thành phần dơ bẩn như vậy, đúng không mọi người? Giờ cuối cùng ganh ghét xây qua, bây giờ xây qua tới Hồng Loan, nói cái con vô ơn nó hát nhép. Đấy, mọi người thấy không? Khám Tử Cung đấy còn hăm dọ đồ Chí Cảnh đồ này kia nè, Lâm Võ nè, thằng Lâm Võ nó nói đó, lên đây kiếm nó luôn đi cho nó lẹ, chứ cần gì phải hăm dọ Chí Cảnh đồ chi cho mệt vậy. Đã nói sống trên thương trường đừng bao giờ hăm dọ người khác, hiểu không? Mình cứ lên tiếng đi rồi người ta sẽ trả lời với mình, coi thằng nào là cái người dơ bẩn bẩn thỉu, đó mới là quan trọng, chứ còn sống mà đừng có hăm dọ, hiểu không? Đó, tại sao mà Hồng Loan lại đông người mà người ta yêu thương như vậy? Còn mà ve chó thì đi ra là phải bỏ tiền ra để mua vé, hiểu không? Mà nhờ người khác vô coi thì mình coi cái cách ăn ở của mình đi, cô Sáu Bào với mà ve chó xem lại đi. Đó, bởi vậy hồi tối em livestream trực tiếp á, bên ve chó vô á, bình luận chửi rất là nhiều mọi người. Đó là tại vì ghen, tức là tại sao Hồng Loan không phải ca sĩ mà đông dữ, còn mà ve chó mà lên hát á, thì có một sao, thì mọi người xem lại đi cách ăn ở của mẹ con Sáu Bào và ve chó như thế nào, có đẳng cấp không, có đủ trình độ không để đạt được mà cái như Hồng Loan không? Đó, mình là ca sĩ nổi tiếng nè, trên thương trường ai cũng biết, thì bây giờ đi chung với thằng Hai Bàn Thờ đó thì tốt nhất là tránh xa Hai Bàn Thờ ra đi. Hai Bàn Thờ mà bu vô ve chó là cũng là kiếm tiền thôi, chứ không có được cái gì hết mọi người. Đó, chỉ kiếm tiền trên đồng tiền của những người khác thôi. Vừa rồi thì cũng đem Hồng Loan ra để kiếm tiền, nhưng mà thật sự Hồng Ly biết được cái tẩy bài của mà Hậu Le Le và Hai Bàn Thờ, Hồng Ly cản mọi thứ luôn, cuối cùng là phải hại Hồng Ly tại Malaysia. Đó, câu chuyện là như vậy, là hại Hồng Ly. Tại vừa rồi là kêu Hồng Loan làm gì, chủ tịch hội từ thiện đó, nhưng mà Hồng Ly cản không cho. Chủ tịch hội từ thiện là như thế nào? Là phải là kêu gọi từ thiện không, để giúp đỡ, mà giúp đỡ cho ai? Cho Hậu Le Le và Hai Bàn Thờ, đúng không? Tiền bạc thì gửi về ai giữ? Cho Hai Bàn Thờ, Hậu Le Le. Cuối cùng mà gọi là sau này người ta nói tiền ở đâu thì phải lôi đầu Hồng Loan ra trước không? Trời ơi, cái lũ khôn đừng nói tới, mà muốn ăn trên đầu người ta không? Thì cô chú thấy rồi đó,
em nói là cô chú hiểu được cái câu chuyện nó như thế nào. Bởi vậy mới gai Hồng Ni, và các bà chinh già chinh dơ bên Mỹ cũng cai Hồng Ni là cái đêm live show á, là không, Hồng Ni không cho Hồng Loan ở đó. Cho nên anh Võ Vất Võ mới lỗ. Lỗ nhưng bà này bà yêu anh Vất Võ rồi, cho nên bà mới quay qua bà cai cú, thấy không? Bà binh anh Vất Võ, cho nên bà mới tìm cách hại Hồng Ni tại Malaysia. Đó, chứ không phải là đơn giản đâu. Đó, mọi người thấy mà cái cô chinh già chinh dơ đó, bà thấy bà nói chuyện hết nổi trên cái thương trường rồi, bà lên bà ngồi bà nói bà thở không nổi, mà bà còn hại người ta nữa mọi người, thấy không? Nói chung tốt nhất là chú Năm kêu cái bà này đi xuống dưới gấp gấp đi, chứ bà trên đây đó làm cộng đồng mạng xôn xao, phải không? Bà hại hết Hồng Ni tới Hồng Loan, nhưng mà chú Năm ông đứng về sau lưng của Hồng Ni với Hồng Loan. Ai hại mà Hồng Ni Hồng Loan là chú Năm ông trả lời ngay và liền, giống như Hậu Le Le đó, à, với hai bàn thờ đó. Bây giờ sạc nghiệp tới bây giờ nè, từ từ mọi người coi đó. Nếu mà Hậu Le Le mà còn ở chung hai bàn thờ thì coi thử cái sự việc mọi ngày nó như thế nào. Đó, làm ăn không được, lụng bại luôn, gia đình mà tấp nập tới những chuyện xui xẻo luôn đó. Tránh xa hai bàn thờ á, thì còn cuộc sống nó còn bình an chút xíu. Còn mà đi chung với hai bàn thờ á, thì mọi ngày em déo, mọi ngày em déo, em gọi khi nào mà bỏ hai bàn thờ thôi, để cho hai bàn thờ ra đường sống để kiếm mấy thằng trai trẻ đó, à, để cặp, hiểu không? Đó, hai bàn thờ mà vô nhà ai là toàn là lừa gạt lừa đảo để kiếm ăn thôi mọi người. Chứ không phải như mà các cô các chú nghĩ mà hai bàn thờ là người tốt đẹp đâu. Hai bàn thờ là cái người dơ bẩn, hiểu không? Không có được cái gì trên thương trường này hết á. Đó, thì hôm nay em nói cho mọi người nghe là Khám Tử Cung và mà Heo Hà Mã là đang nói xấu Hồng Loan là hát nhép. Đó, hát nhép cũng được, nhưng mà thật sự là Hồng Loan không có hát nhép. Đó, bởi vậy thấy Hồng Loan nhiều người yêu thương quá, ganh ghét nha mọi người. Lên livestream nói rất là nhiều. Đó, thì em chia sẻ bao nhiêu đây thôi để cho cô chú biết là những cái thành phần mà nó dơ bẩn đó, nó đang nói Hồng Loan là hát nhép. Thì gặp em là em phải trả lời, tại Hồng Loan là người mà hiền, em phải binh vực. Cho dù nói em binh vực bất chấp, ok, chấp nhận một điều đó. Đó, gỡ cho Heo Hà Mã với mà ve chó với sáu bào á, và thêm cái anh Khám Tử Cung vô đây mà nghe. Đấy, tốt nhất là biết thì nói, còn không biết thì dựa cột mà nghe nha. Bye bye mọi người, chúc mọi người một buổi chiều thật là vui. Khi xem video của em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha mọi người. Bye bye.